Nổ lớn tại trung tâm thương mại Savico Long Biên, công an đang điều tra nguyên nhân. Công an quận Long Biên đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại khu ăn uống của trung tâm thương mại Savico Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. Từ ngày 20 tháng 11, trao đổi với Gia đình Việt Nam, ông Đặng Việt Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội, xác nhận đang phối hợp với công an quận Long Biên tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại khu ăn uống của trung tâm thương mại Savico Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. Sự việc xảy ra khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay, ngày 20 tháng 11, tại khu ăn uống của trung tâm thương mại Savico. Hiện nay chúng tôi đang phối hợp với công an và các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân sự việc, ông Phương nói. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Gia Thụy, thời điểm xảy ra sự cố, hoạt động kinh doanh tại đây chưa diễn ra nên không có thiệt hại nào về người. Lúc vụ nổ xảy ra, rất may khu vực này chưa mở cửa nên không có người bị thương vong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Gia Thụy thông tin. Trước thông tin lan truyền về nguyên nhân của vụ nổ là do rò rỉ khí ga, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Gia Thụy cho rằng đây mới chỉ là phán đoán ban đầu và đang trong quá trình điều tra nên chưa có kết luận cụ thể.